Chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với bản tin cập nhật giá vàng và giá ngoại tệ ngày 20 tháng 5 năm 2020. Chúc các bạn ngày mới thật nhiều sức khỏe. Thưa quý vị, giá vàng hôm nay ngày 20 tháng 5 trở lại đà tăng và trụ ở mức cao. Giá vàng thế giới ngày 20 tháng 5 đã trở lại đà tăng trong phiên giao dịch ngày thứ 3 và vẫn trụ ở mức cao. Trên sàn Kitco hiện giao dịch ở mức 1.744,4 USD trên một ounce. Giá vàng kỳ hạn giao tháng 6 tăng 9,4 USD trên một ounce ở mức 1.743,8 USD trên một ounce. Giá vàng hôm nay cao hơn 35,8% so với đầu năm 2019. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có mức 48,2 triệu đồng một lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn 700.000 đồng so với giá vàng trong nước. Theo báo cáo, vàng vẫn sẽ tiếp tục tăng giá trong một môi trường tiền tệ ngập tràn trên phạm vi toàn cầu. Vàng vẫn đang ở mức tăng lên mức cao nhất trong 7 năm sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed cảnh báo về khả năng chứng khoán Mỹ có thể suy giảm trong thời gian tới và trong bối cảnh sự phục hồi của nền kinh tế Mỹ sẽ kéo dài cho tới cuối năm sau. Dữ liệu kinh tế tháng 4 của Mỹ vô cùng bi quan, làm gia tăng nỗi lo suy thoái kinh tế toàn cầu. Đó cũng là nguyên nhân khiến loại tài sản an toàn như vàng trở thành nơi trú ẩn an toàn. Về giá vàng trong nước hôm nay, kết thúc phiên giao dịch ngày 19 tháng 5, giá vàng trong nước bất ngờ quay đầu giảm mạnh, đa số giảm từ 300.000 đến 500.000 đồng một lượng, tuy nhiên vẫn đang ở mức cao. Thưa quý vị và các bạn, về giá vàng SJC tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, sáng nay niêm yết ở mức giá mua vào là 48,58 triệu đồng một lượng, bán ra tại Hà Nội là 49,05 triệu đồng và tại Hồ Chí Minh là 49,03 triệu đồng một lượng. Giá vàng SJC tại một số ngân hàng SCB niêm yết ở mức giá mua vào là 48,6 triệu đồng, bán ra là 49 triệu đồng một lượng. Ngân hàng Exim Bank mua vào là 48,55 triệu đồng, bán ra là 48,85 triệu đồng một lượng. Ngân hàng Vietinbank Gold mua vào là 48,32 triệu đồng, bán ra là 48,71 triệu đồng một lượng. Ngân hàng Maritimebank mua vào là 47,9 triệu đồng, bán ra là 49,1 triệu đồng một lượng. Ngân hàng TPBank Gold mua vào là 42,01 triệu đồng, bán ra là 52 triệu đồng một lượng. Ngân hàng SHB mua vào là 41,3 triệu đồng, bán ra là 41,82 triệu đồng một lượng. Giá vàng SJC tại các tổ chức lớn, tại Mi Hồng mua vào là 48,6 triệu đồng, bán ra là 49,1 triệu đồng một lượng, tăng 100.000 đồng ở chiều mua vào và tăng 200.000 đồng một lượng ở chiều bán ra. Tại Phú Quý SJC mua vào là 48,55 triệu đồng, bán ra là 48,9 triệu đồng một lượng. PNG SJC mua vào là 48,55 triệu đồng, bán ra là 48,95 triệu đồng một lượng. Tại Bảo Tín Minh Châu mua vào 48,52 triệu đồng, bán ra là 48,82 triệu đồng một lượng. Ngọc Hải SJC Hồ Chí Minh mua vào là 48,3 triệu đồng, bán ra là 49,05 triệu đồng một lượng. PNG một lượng mua vào là 47,9 triệu đồng, bán ra là 48,6 triệu đồng một lượng. Về các thương hiệu vàng khác, PNG nhẫn 24K mua vào là 47,9 triệu đồng, bán ra là 48,6 triệu đồng một lượng. Nhẫn SJC 24K mua vào là 47,58 triệu đồng, bán ra là 48,33 triệu đồng một lượng. Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu mua vào là 47,53 triệu đồng, bán ra là 48,18 triệu đồng một lượng. PNG nhẫn tròn 24K mua vào là 47,5 triệu đồng, bán ra là 48,3 triệu đồng một lượng. Nhẫn Phú Quý 24K mua vào là 47,4 triệu đồng, bán ra là 48,2 triệu đồng một lượng. Ngọc Hải 24K Hồ Chí Minh mua vào là 47,2 triệu đồng, bán ra là 48 triệu đồng một lượng. PNG nhẫn tròn 18K mua vào là 34,98 triệu đồng, bán ra là 36,38 triệu đồng một lượng. Các bạn thân mến, về giá vàng 4 số 9 và vàng nữ trang SJC, sáng nay niêm yết ở mức giá như sau. Nhẫn 4 số 9, 1 chỉ tới 5 chỉ, mua vào là 47,58 triệu đồng, bán ra là 48,33 triệu đồng một lượng. Vàng nữ trang 4 số 9, mua vào là 47,23 triệu đồng, bán ra là 48,03 triệu đồng một lượng. Vàng nữ trang 24K mua vào là 46,054 triệu đồng, bán ra là 47,554 triệu đồng một lượng.
Vàng nữ trang 18K mua vào là 34,276 triệu đồng, bán ra là 36,176 triệu đồng một lượng. Vàng nữ trang 14K mua vào là 26,254 triệu đồng, bán ra là 28,154 triệu đồng một lượng. Vàng nữ trang 10K mua vào là 18,281 triệu đồng, bán ra là 20,181 triệu đồng một lượng. Giá vàng SJC tại các tỉnh thành phố. Giá vàng SJC tại Đà Nẵng mua vào 48,58 triệu đồng, bán ra là 49,05 triệu đồng một lượng. Tại Nha Trang mua vào là 48,57 triệu đồng, bán ra là 49,05 triệu đồng một lượng. SJC tại Cà Mau mua vào là 48,58 triệu đồng, bán ra là 49,05 triệu đồng một lượng. SJC Bình Phước mua vào 48,56 triệu đồng, bán ra là 49,05 triệu đồng một lượng. SJC Huế mua vào 48,55 triệu đồng, bán ra là 49,06 triệu đồng một lượng. SJC Biên Hòa, Miền Tây và Quảng Ngãi đều mua vào là 48,58 triệu đồng, bán ra là 49,03 triệu đồng một lượng. SJC Đà Lạt mua vào là 47,77 triệu đồng, bán ra là 48,2 triệu đồng một lượng. SJC Long Xuyên mua vào là 48,6 triệu đồng, bán ra là 49,08 triệu đồng một lượng. Về giá vàng SJC tại các tổ chức lớn, tại Doji, Hồ Chí Minh mua vào là 48,53 triệu đồng, bán ra là 48,91 triệu đồng một lượng. Doji Hà Nội mua vào là 48,53 triệu đồng, bán ra là 48,79 triệu đồng một lượng. PNG Hồ Chí Minh và PNG Hà Nội đều mua vào ở mức là 48,55 triệu đồng và bán ra là 48,95 triệu đồng một lượng. Về tỷ giá ngoại tệ ngày hôm nay thì mở cửa phiên giao dịch đang được niêm yết ở mức giá như sau. Đô la Mỹ mua vào là 23.160 đồng, bán ra là 23.370 đồng. Đô la Úc mua vào là 14.872 đồng, bán ra là 15.493 đồng. Đô Canada mua vào là 16.306 đồng, bán ra là 16.987 đồng. Yên Nhật mua vào là 212 đồng, bán ra là 224 đồng. Euro mua vào 24.820 đồng, bán ra 26.086 đồng. Franc Thụy Sĩ mua vào 23.351 đồng, bán ra là 24.326 đồng. Bảng Anh mua vào 27.809 đồng, bán ra là 28.970 đồng. Nhân dân tệ mua vào 3.210 đồng, bán ra 3.344 đồng. Đô Singapore mua vào 16.029 đồng, bán ra là 16.698 đồng. Bạc Thái mua vào là 645 đồng và bán ra là 744 đồng. Các bạn vừa nghe bản tin cập nhật về giá vàng và giá ngoại tệ ngày 20 tháng 5. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong bản tin tiếp theo.